Hơn 20 quái xế từ các tỉnh miền Tây và thành phố Hồ Chí Minh Trong đó có một số đối tượng đến từ Bến Tre đã bị công an bắt giữ Phát hiện hơn 100 ngôi mộ tán, niên đại 4.000 năm ở Hà Nội Mó cát ở Quảng Nam được đấu giá lên tới 370,5 tỷ đồng Mến chào quý khán giả đến với chương trình tin nhanh 18 giờ được phát vào lúc 18 giờ từ thứ hai đến thứ sáu trên kênh YouTube Trung hình Bến Tre. Sau đây mời quý khán giả theo dõi những tin tức vừa cập nhật trong ngày 21 tháng 10. Một nhóm hơn 20 quái xế từ các tỉnh miền Tây và thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có một đối tượng đến từ Bến Tre đã bị công an bắt giữ khi đang trên đường tụ tập đua xe trái phép. Nhóm này thường xuyên liên lạc và lên kế hoạch thể hiện tay lái thông qua các diễn đàn mạng xã hội. Theo thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang, nhóm quái xế này điều khiển xe mô tô có hành vi gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ 1 và có ý định tụ tập tại thành phố Cần Thơ. Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và cảnh sát hình sự đã lập tức triển khai đội hình để ngăn chặn. Đến khoảng 23 giờ, tại xã Tân Hội, thị xã Cây Lậy, lực lượng chức năng đã phát hiện và chặn bắt nhóm đối tượng này. Tổng cộng 26 quái xế và 22 phương tiện, nhiều xe đã được độ chế để mà tăng tốc độ, nhiều xe đã được độ chế để tăng tốc độ đã bị tạm giữ. Nhóm đối tượng này đến từ Bến Tre, Long An, Đồng Tháp và Thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên liên lạc qua mạng xã hội và lập kế hoạch tụ tập để thể hiện tài lái. Hiện tại, công an thị xã Cái Lậy đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Sáng 21 tháng 10, Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc kỳ họp thứ 8 để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng như tiến hành quy trình nhân sự chủ tịch nước, xem xét quyết định chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt dùng qua dài dào lăng giếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp thứ 8 là 29 ngày rưỡi, tiến hành theo hai đợt. Trong đó, đợt 1 từ ngày 21 tháng 10 đến hết ngày 13 tháng 11, đợt 2 từ ngày 20 tháng 11 đến sáng ngày 30 tháng 11. Tại ngày họp đầu tiên, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình nhân sự với chức danh Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đồng thời xem xét quyết định chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Tại kỳ họp, Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua 15 luật, trong đó có luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế. Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết kỳ họp thứ 8 sẽ tăng thảo luận ở tổ, giảm thời gian thảo luận tại hội trường về các vấn đề kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. Do mật độ xe vượt quá năng lực thiết kế, nhiều đoạn đường gần ngã tư hàng xanh thành phố Hồ Chí Minh bị lấn chiếm, khiến giao thông quanh khu vực này ùn tắc nghiêm trọng. Trên đường số giết nghệ tỉnh, đoạn một chiều từ nút giao hàng xanh đến ngã năm Đài liệt sĩ, quận Bình Thạnh, dòng xe phủ kín mặt đường, ô tô, xe buýt, nối thành hàng dài, xe giữa hàng chục nghìn xe máy. Số giết nghệ tỉnh là trục chính kết nối khu vực trung tâm về quốc lộ 13, đại lộ Phạm Văn Đồng, phía đông bắc thành phố. Từ hàng xanh tới ngã năm đài liệt sĩ, đường chuyển thành một chiều và cũng là đoạn kẹt xe nhiều năm nay, đặc biệt là giờ tăng làm. Trước đây, nhằm giảm ung tắc cho cửa ngõ trên, thành phố Hồ Chí Minh đã tính triển khai dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2, gồm nhiều hạng mục như mở rộng đường Ung Văn Khiêm, xây nút giao đài liệt sĩ, hầm chui hướng xuống nghệ tỉnh quốc lộ 13. Tuy nhiên, dự án đã dừng do hoạt động này không phù hợp làm dự án BOT. Dùng biển huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đang vào mùa cá bạc má. Mỗi tàu 3 đến 4 ngư dân đánh bắt được hơn một tạ sau nửa ngày ra khơi, thu về 5 đến 6 triệu đồng. Một tuần qua, tại bờ biển xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, mỗi ngày có hàng chục tàu thuyền cập bờ, trên khoang chở hàng nghìn con cá bạc má. Cá bạc má sống ở độ sâu 25-75m đi theo đàn, loài này có thân hình thun dài, vây đuôi mảnh, có 2 đến 3 gờ da nổi mỗi bên, sống từng đàn, cá bạc má thịt ngọt giàu chất dinh dưỡng, được thị trường ưa chuộng, thường chế biến các món như chiên hấp, kho tiêu, sốt cà chua, nấu canh. Theo người dân, mùa đánh bắt cá bạc má bắt đầu từ tháng 7 kéo dài đến hết tháng 9 âm lịch, thời điểm này là điều kiện thuận lợi biển lặng. Mỗi chuyến ra khơi kéo dài từ 2 giờ sáng đến gần trưa. Giá cá bạc má tại biển giao động từ 40.000 đến 60.000 đồng một ký, trừ chi phí cũng cho thu nhập 3 đến 4 triệu đồng. Ngoài cá bạc má, người dân địa phương còn đánh bắt được thêm nhiều cá trích và một số loại hải sản có giá trị khác, mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Các nhà khảo cổ phát hiện hơn 100 mộ tán thuộc giai đoạn tiền Đông Sơn và Đông Sơn khoảng 2.500 đến 4.000 năm trước tại di chỉ dường chuối ở huyện Hoài Đức, Hà Nội. Đoàn khai quật từ Diện Khảo Cổ Học Bảo tàng Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân dân vừa công bố phát hiện hơn 70 mộ tán tiền Đông Sơn và 40 mộ tán Đông Sơn tại di chỉ rừng chuối thuộc xã Kim Trung, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Cuộc khai quật được triển khai từ cuối tháng 3 năm 2024 trên diện tích hơn 6.000 m2 với 60 hố nghiên cứu, mỗi hố rộng 100 m2. Đây là lần đầu tiên phát hiện khu nghĩa địa riêng của giai đoạn tiền nông sơn. Các bộ xương được bảo tồn tương đối tốt giúp các nhà khảo cổ tìm được sự tiếp nối cũng như sự thay đổi trong tán thức của người xưa. Từ dữ liệu về xương người có thể thành lập phả hệ gen của người cổ để so sánh với người hiện đại, qua đó biết được nguồn gốc của người Việt. Kết quả khảo cổ cho thấy rừng chuối là ngôi làng được con người thời đại kim khí khai phá, làm chủ lâu dài, phát hiện liên tục từ giai đoạn phùng nguyên muộn, đông đậu sớm đến đông sơn và hậu đông sơn. Phát hiện cũng cho thấy sự có mặt của con người từ rất sớm trên khu vực Hà Nội ngày nay. Chứng minh nguồn gốc bản địa và lịch sử của nhóm người Việt từ thời tiền sơ sử. Công ty cổ phần tập đoàn Hà Đô thông báo nhận được quyết định xử phạt hành chính về thuế của Tổng cục thuế. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính và truy thu thuế là gần 7,7 tỷ đồng. Cụ thể, tập đoàn Hà Đô đã thực hiện hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hơn 4,1 tỷ đồng. Công ty đã lập quá đơn không đúng thời điểm, nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và áp dụng tình tiết tăng nặng. Ngoài ra, công ty sử dụng quá đơn không đúng quy định. Cơ quan thuế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc Hà Đô nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước. Đồng thời tập đoàn còn phải nộp số tiền chậm thuế gần 2,11 tỷ đồng. Theo cơ quan thuế, số tiền chậm nộp thuế nêu trên được tính đến hết ngày 25 tháng 9 năm 2024. Tập đoàn Hà Đô có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp thuế kể từ sau ngày 25 tháng 9 đến thời điểm thực nộp, số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào ngân sách nhà nước theo quy định với mức tăng hơn 300 lần so với với mức tăng hơn 300 lần so với giá khởi điểm, vụ đấu giá mỏ cát tại Quảng Nam đang gây xôn xao dư luận và đặt ra nhiều nghi vấn về tính minh bạch của phiên đấu giá. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ông Lê Văn Dũng đã yêu cầu điều tra dấu hiệu bất thường liên quan đến việc đấu giá quyền khai thác mỏ cát tại xã Điện Thọ thị xã Điện Bàn. Theo báo cáo, mỏ cát này có diện tích 6,04 hectare. Với giá khởi điểm khoảng 1,2 tỷ đồng, tuy nhiên sau so hơn 200 vòng đấu, mức giá trúng thầu lên tới 370,5 tỷ đồng, cao gấp hơn 300 lần so với giá bán ban đầu. Việc đấu giá thầu tăng đột biến gây nghi ngờ về dấu hiệu thao túng thị trường và trục lợi. Giá cát xây dựng tăng dò có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh kinh tế và trật tự xã hội, gây khó khăn cho ngành xây dựng trong khu vực. Ông Lê Văn Dũng đã chỉ đạo công an tỉnh Quảng Nam tiến hành điều tra, xác minh động cơ và mục đích của việc trả giá cao bất thường này. Các trường hợp lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường sẽ bị xử lý nghiêm. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra và điều tra để làm rõ vụ việc, việc nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đấu giá khoáng sản. Mất ăn mất ngủ vì số tiền gửi vào đường dây tín dụng đen bốc hơi, nhiều người dân ở Nghệ An đang vô cùng quan mang khi tin đồn đường dây tín dụng đen quy mô lớn tại địa phương dở nợ lan truyền, nhiều người đã kéo đến nhà những đối tượng cầm đầu để đòi lại số tiền đã gửi. Hàng trăm người dân ở xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã kéo đến nhà của bà Anh N, 56 tuổi và bà H, 57 tuổi, sau khi đường dây tín dụng đen quy động vốn hàng trăm tỷ đồng trên địa bàn, bất ngờ tuyên bố dỡ nợ. Được biết, các đối tượng này đã lợi dụng lòng tin của người dân, hứa hẹn trả lãi suất cao để quy động vốn. Sau khi nghe bà Anh N và bà H tuyên bố dỡ nợ, nhiều người dân đã mang loa phát nhạc đám ma trước nhà hai người này để đòi tiền, nhưng không có kết quả. Ông Trần Văn Nguyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Long cho biết, đường dây tín dụng đen này hoạt động bí mật, khó kiểm soát. Ước tính hàng trăm hộ dân đã tham gia với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Số nạn nhân có thể còn nhiều hơn ở các xã khác trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Hiện chính quyền địa phương đang nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự. Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo công an huyện điều tra vụ việc và xem xét khởi tố nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về những rủi ro khi gửi tiền vào các đường dây tín dụng đen. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không nên tham lam lãi suất cao mà bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Quang Tiến thành phố Hòa Bình xác nhận, một vận động viên nhảy dù đã mắc kẹt vào đường dây 35 kV trong quá trình hạ cánh, buộc cả xã phải cắt điện để thực hiện công tác giải cứu. Theo thông tin ban đầu, sự cố xảy ra vào khoảng 12 giờ 15 phút khi vận động viên này đang tiếp đất thì bị dướng vào đường dây 35kW, vị trí mắc kẹt nằm cách đường cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình khoảng 30m. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đảm bảo an toàn trong quá trình giải cứu. Toàn bộ khu vực xã Quang Tiến đã bị cắt điện. Công tác giải cứu tương đối khó khăn do vị trí mắc kẹt của nạn nhân đòi hỏi sự khéo léo và chính xác cao. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và sự dũng cảm, đội cứu hộ đã phối hợp nhịp nhàng đến 24 giờ cùng ngày và đồng viên nhảy dù đã được giải cứu an toàn sức khỏe ổn định. Khoảng 15 giờ, điện trên địa bàn xã Quang Tiến đã được khôi phục. Sự diệt thu hút sự chú ý của nhiều người dân trong khu vực. Giới chức y tế Hàn Quốc mới đây xác nhận rằng nhiều bác sĩ nước này đang nộp đơn để làm việc tại các cơ sở y tế ở Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu tìm việc tại Việt Nam ngày càng gia tăng. Theo thông tin từ đại diện ngành y tế Hàn Quốc, hơn 30 bác sĩ Hàn Quốc sẽ tham gia kỳ thi tiếng Anh dành cho bác sĩ nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh trong 2 tháng tới những bác sĩ này đã đến Việt Nam để khám sức khỏe vào cuối tháng trước. Nhiều bệnh viện, bao gồm hệ thống bệnh viện Vinmec thuộc tập đoàn Vingroup, đã đưa ra các chính sách ưu đãi dành cho bác sĩ Hàn Quốc. Cụ thể, bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Quốc tế Vinmec Hà Nội được hưởng mức lương 30 triệu quân, tương đương hơn 530 triệu đồng mỗi tháng, chỉ làm việc 44 giờ một tuần và được hỗ trợ nhà ở trị giá 1,08 triệu quân, tương đương hơn 20 triệu đồng mỗi tháng. Số lượng bác sĩ Hàn Quốc muốn sang Việt Nam làm việc đang tăng, thúc đẩy sự phát triển của các công ty môi giới hỗ trợ xử lý giấy tờ, chứng nhận và phiên dịch. Các chuyên khoa bác sĩ Hàn Quốc thường xin cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam bao gồm phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, da liễu cấp cứu và răng hàm mặt. Cảm tốt cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình tin nhanh 18 giờ. Quý khán giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh YouTube Trung hình Bến Tre để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về các tin tức sự kiện trong và ngoài nước. Hẹn gặp lại quý khán giả với những tin tức và sự kiện mới vào 18 giờ ngày mai.